Cục Hải quan thành phố Cần Thơ vào sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp và tiến độ thực hiện những dự án đầu tư lớn được đẩy nhanh, nên hoạt động xuất nhập khẩu trên 5 địa bàn do Cục Hải quan thành phố Cần Thơ quản lý vẫn có sự tăng trưởng khả quan. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan là 323 doanh nghiệp, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số thu nộp ngân sách được hơn 3.412 tỷ đồng, đạt 101,7% chỉ tiêu do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao. Tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm soát hải quan và xử lý vi phạm hành chính 154 vụ với tổng số tiền phạt trên 4 tỷ 100 triệu đồng. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2022, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giao. Thực hiện hải quan số, đẩy mạnh cải cách hành chính và các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thu hút đầu tư cho địa bàn cũng như triển khai đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên khác gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.